xuất hiện gia đình trộm cắp. Như vậy chúng ta để ý vào cái vùng khoanh đỏ, ở đó có cái gì đây? Vâng, như vậy là một chú chó cảnh xô đã xuất hiện. Nó đang đứng ngó ghế gì đây? Hãy cùng xem. Chó mà thả ngoài đường. Vâng, như vậy là một chiếc xe Honda đã dừng lại. Gì đây? Bốn người trên xe Honda. Vâng, một em gái đi xuống. Hãy cùng xem họ định làm gì. Vâng, như vậy là có vẻ như là em gái đang sờ con chó. Vâng, bê con chó rồi. Ồ, vâng. Như vậy là một chú chó cảnh gần chục triệu đồng đã bị bế đi trong nháy mắt. Một gia đình bốn người, gồm có lẽ là hai vợ chồng, một bà mẹ cùng một đứa con, đã ra tay cực nhanh. Hiện tại thì gia chủ đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan công an đang lấy trích xuất camera để truy tìm thủ phạm, cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.